Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Thông báo là vì một tháng không ra clip cho nên mình sẽ xin lỗi khán giả bằng một cái ưu đãi và bán nick lại siêu ít và thậm chí là sẽ không có lời từng nick để mình tri ân cho tất cả các bạn khán giả của Mưa Sướng các bạn nhá. Và các bạn nên nhớ rằng cập nhật giao diện đi shop có tặng 30% khuyến mại thẻ. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm cho anh em một clip Elan đó các bạn nhá. Elan đó là một vị tướng mà mình đánh giá rất cao và là một trong những cái vị tướng farm nhanh bậc nhất của Liên Quân Mobile. Và khi các bạn pick Elan đó thì các bạn sẽ có rất nhiều cái lối chơi, và đặc biệt ngày hôm nay khi Lào có SP thì Lào sẽ cho anh em một cái lối chơi áp đảo và một cái lối chơi không cho thằng ngủ không nó nở hóa các bạn nhé. Đầu tiên thì Lào sẽ check qua các bộ đỏ nó một chút, nhưng bị thằng Arum nó tiến tới một chút rồi. Arum thì nó sẽ không cướp được bộ của Lào đâu. Rồi Lào sẽ rồi ok, SP check cái con bùa đỏ của nó vẫn còn các bạn. Ôi SP nó đánh nhau kìa. Rồi mình tập trung farm thật nhanh bán quái này và chắc chắn luôn ngủ không không bao giờ farm nhanh bằng. Đâu thằng ngủ không đoán bùa sánh ấy, nó không bao giờ ăn nhanh bằng mình nhá. Rồi khi mình ăn xong ba con lính thì chắc chắn thằng ngủ không bây giờ mới chạm ba con lính thứ ba thôi, thì lúc đó mình sẽ qua ăn con bùa đỏ nữa các bạn nhá. Chắc chắn khi pha ăn cướp bùa đỏ này thì thằng ngủ không thấy, thì sẽ có một cái pha ngủ không sẽ đây ngủ không đây rồi các bạn nhá. Đây ăn nó rất là thọt nhá, ăn hai con lính của nó các bạn thấy chưa, ăn hai con quả rừng nó rất easy. Đây đập nhau luôn rồi, đâu ngủ không, đây giết ngủ không, ngủ không có tốc biến nhá. Đây dồn chết luôn, thọt. Đấy thì khi mà có một sự có SP, một người chơi SP tốt mà check sai cho mình thì mình sẽ đánh Elan đó theo thiên hướng là cướp rừng các bạn nhá, và đánh áp đảo ở giai đoạn game luôn. Clip này thì mình sẽ cầm cho mình đó chính là cái hồi sinh các bạn nhá, và các bạn biết rồi, clip này mình sẽ đánh zone tổng tấn công và mình sẽ hồi sinh nào và chơi tới bến thằng ngủ không. Và đặc biệt cái mục đích của mình sẽ snowball trận đấu này trong vòng tầm dưới 13 phút các bạn nhé. Elan đó các bạn biết một trong vị tướng farm nhanh nhất Liên Quân và một trong vị tướng có lượng sát thương ổn định đầu và giữa game và late game có lượng sát thương mạnh, nhưng tất cả điểm mạnh bao nhiêu đi chăng nữa thì hai cái điểm này nó sẽ trừ hết điểm của thằng Elan đó. Đó chính thứ nhất là màu giấy rất là dễ chết. Elan đó một vị tướng dày hơn bất kể một cái vị tướng xạ thủ, nó dày hơn cả thằng Theo Anat và thậm chí là dày nhất trong tất cả các loại xạ thủ, rất dễ chết các bạn nhá. Rồi để mình cướp tiếp con mô sánh này các bạn. Và cái điểm thứ hai đó là kỹ năng rất là khó chơi các bạn nhé, đặc biệt là ba chiêu thức. Làm thế nào để các bạn cầm vị tướng Elan đó múa thật đẹp thì đây gọi là cái kỹ năng cá nhân. Mà kỹ năng cá nhân thì cách để các bạn có được đó chính là các bạn chơi thật nhuần nhuyễn và hiểu những chiêu thức của nó. Rồi cái pha này thằng ngủ không quá cướp bùa sánh của mình anh em ạ, thằng nhưng mà không cướp được. Đây giết ngủ không luôn một mạng, nó thọt lắm đấy các bạn. Rồi chưa ba giết thằng rap luôn các bạn nhá. Đấy easy các bạn, chỉ cần là những cái lối chơi của mình farm này, farm sạch rừng của nó luôn mà farm cực kỳ nhanh nhá. Đấy thằng ngủ không chỉ cần chết thôi thì sáu quả rừng của nó thì không còn một cái con nào luôn. Đây pha này băng trụ theo Anat này, chơi một chút này đừng bùi để SP chịu đám này. Đấy hiểu ý nhau khi luôn, bay vào bắn. Đấy chưa một lên. Đấy mình sẽ nói sơ qua một chút về cái bộ combo của Elan đó này. Elan đó này thì sẽ có combo nó rất đa dạng tùy tình huống các bạn nhé. Những cái tình huống nào nên dùng chiêu một trước, tình huống nào nên dùng chiêu hai trước thì mình sẽ có cho các bạn một cách để các bạn sử dụng chiếu cho đúng nhá. Chiêu 3 thì mình sẽ không nói, ví dụ chiêu 2 này trong những cái tình huống các bạn muốn lao lên bắn nó, hoặc là ví dụ các bạn đối đầu ngủ không thì khi mà chưa lao vào bắn ngủ không ấy, các bạn sẽ kích hoạt chiêu 2 trước. Đó là cái thế để chúng ta chủ động, nếu ngủ không bay vào các bạn thì các bạn mới dùng chiêu 1 ấy, thì các bạn sẽ bị động, thì các bạn sẽ bị ăn choáng mà ngủ không đập. Thì cách mà đối đầu với các vị tướng tay ngắn mà dồn như Zuka ngủ không thì khi các bạn áng nó chuẩn bị đánh các bạn thì các bạn hãy dùng cho mình chiêu 2 trước. Đấy chiêu 2 trước để làm gì, khi kích hoạt chiêu 2 thì nếu mà vị tướng nó áp sát các bạn, chỉ cần trong khoảng cách áp sát các bạn sẽ kích hoạt chiêu 2 và vị tướng đấy sẽ không áp sát được các bạn. Thì đấy là cách dùng chiêu 2 đầu tiên đối với các vị tướng tay ngắn các bạn nhá. Hãy nhớ cho mình, hãy nhớ cho mình cách dùng trước. Còn ta ra thì tại sao mình không dùng chiêu 2, bởi vì ta ra là mình cho nó bay vào mình chả mất một lực đam nó hết. Đấy cho nên hãy nhớ này, chiêu 2 dùng trước khi đối đầu với các vị tướng tay ngắn sát thủ các bạn nhé, hãy nhớ cho Lao nhá. Còn lại thì nó sẽ dùng chiêu 1. Rồi sẽ có những cái pha combo 1 2 các bạn nhé, 1 2
thì nó chỉ được có một con bướm thôi, nhưng một hai nó sẽ tạo một cái áo nhảy rất là tuyệt vời. Được, thì hy vọng tí nữa sẽ có một pha áo nhảy lao sẽ sử dụng. Đây, chiều 2, từ chiều 3, đây chiều 1 này, chiều 3 con bướm này, đây lướt về. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là một trong những cái kỹ năng gọi là áo nháy của Elan đó rất tốt. Đây, pha này bắt bét lên nghe luôn, biển bướm các thứ. Ủi thằng rát đã hay đấy các bạn ạ. Mình muốn cấn nó cái pha này không được. Hiện tại lao rất xanh thôi. Đấy, cho nên Elan đó này. Elan đó các bạn nhé, là một vị tướng tài vì sao? Nói chung lao chỉ cho tâm điểm thấp như vậy bởi vì đây là một vị tướng hoàn toàn kỹ năng các bạn ạ. Hoàn toàn kỹ năng các bạn nhé. Các bạn nhìn là tưởng rất là dễ chơi. Đấy, thằng này chết rồi đấy. Chết rồi. Nhìn thì dễ chơi như vậy thôi, nhưng các bạn mà chỉ cần bay con bướm xịt một phát hoặc các bạn chỉ chầm tay một phát là các bạn bốc hơi ngay lập tức. Đấy, bởi vì đây là một vị tướng dày nhất trên cái thế giới này. À ha, thằng ngủ không? Đây, chim cút một phát. Đấy các bạn nhá. Rồi, các bạn nên hiểu rằng khi Elan đó nó chỉ dùng một chiêu thức thì nó sẽ để lại một con bướm ở cái bóng đấy. Thì khi Elan đó các bạn phải hiểu là dùng hai hoặc ba chiêu thức đó cùng một lúc thì các bạn chỉ biến được một bướm thôi. Cho nên cái pha áo nháy vừa rồi ấy, thì mình đã biến bướm ở cái pha đấy. Và mình sẽ dùng chiêu một để lướt lên. Và mình sẽ bay lại cái bướm cũ. Đấy các bạn nhá. Đấy cái pha đấy. Nói chung bạn nào chơi Elan đó các bạn sẽ biết rồi. Cho nên là các bạn hãy luyện tập kỹ năng đi. Còn trận đấu này thì mình sẽ tập trung vào, nói chung đánh áp đảo, đánh từ đầu đến cuối luôn. Mình mang hồi sinh cái trận đấu này mà các bạn. Đấy cho nên chơi bét lên nghe luôn. Và Elan đó thì các bạn biết rồi, chơi lết game không tốt. Tại vì sao lết game không tốt? Tại vì sao lại từ phải đánh nhau win đấy? Tại vì sao lại lết game không tốt? Bởi vì Elan đó máu quá giấy. Khi lết game thì chắc chắn rồi, không bao giờ Elan đó, đặc biệt không đối đầu không tốt với những vị tướng tay sai, đặc biệt là Elan, đặc biệt theo Anat. Elan đó đánh cái kiểu gì lết game không bao giờ ăn được theo Anat. Elan đó đánh cái kiểu gì lết game không bao giờ ăn được gió. Cho nên rằng chúng ta pick Elan đó thì chúng ta phải gọi là có một thế trận phút thứ 12-13 phải cố gắng win rồi. Thì làm thế khi nào pick Elan đó? Đấy là một cái điểm rất hay nhá. Khi nào pick Elan đó, các bạn nên biết rồi, Elan đó đối đầu với tay dài rất yếu. Thì trận đấu này các bạn hãy nhìn team địch có bao nhiêu tay dài ạ. Mỗi thằng theo Anat tay dài các bạn nhé. Còn lại Tara, Arum, Ngủ Không toàn là tay ngắn. Trận đấu này có 3 đến 4 vị tướng tay ngắn thì là sẽ pick Elan đó. Nôm na các bạn sẽ hiểu rằng pick Elan đó khi team địch có 3 vị tướng tay ngắn trở lên. Ôi ôi cái pha cái pha space sau đi baby nha. Rồi băng xương pha này. Đấy. Cho nên rằng khi có 3 vị tướng tay ngắn trở lên thì các bạn sẽ tự tin được rằng cầm Elan đó snowball thẳng trận đấu đấy luôn. Đấy. Cho nên là các bạn hạn chế nhá. Khi team địch mà có tầm 3 vị tướng tay dài trở lên thì đừng pick Elan đó. Không hiệu quả đâu anh em ạ. À, anh em không tin thì thử đi, cho dù các bạn chơi Elan đó có tốt bao nhiêu đấy chăng nữa thì nó sẽ không làm được gì đâu các bạn ạ. À, các bạn biết, các bạn phải hiểu đơn giản rằng rửa game rồi đi, Elan đó đối đầu hầu như không thắng. Không thắng bất kỳ một cái thằng tay dài nó từ lý do với sao? Vì tầm bắn Elan đó không được dài các bạn nhé. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là mình bắn nó một cái thôi. Thì nó bắn nó mình một cái thôi, bằng mình bắn nó hai cái các bạn ạ. Đấy, đau lắm. Bởi vì cái lượng máu của Elan đó rất là giấy. Nó bắn một cái nào là thì máu cái đấy luôn. Ngủ không lết game nó phang một phát và thậm chí chết luôn thằng Elan đó các bạn ạ. Cho nên là rất là nguy hiểm. Đấy, cho nên là kéo về lết game, chúng ta sẽ đánh một trận đấu không bao giờ kéo về lết game là team địch có tay ngắn. Và nếu mà tay ngắn mà lết game thì chúng ta sẽ có cơ hội áo nháy hơn. Đấy, chứ lết game mà đổi với tay dài thì thôi chậm hết các bạn nhé. Đấy, nhiều bạn nói là em vẫn chơi Elan đó được chứ. Rồi mình sẽ phân tích luôn, ví dụ thằng theo Anat đi. Ôi dồi, đừng máy thế. Ví dụ theo Anat đi, lết game nhé các bạn nhé. Đấy, rồi, cho là mình lướt chơi một đấy, mình bắn nó đi. Mình sẽ bắn nó được hai cái. Thì thằng theo Anat nó trả lại cho mình hai đáp. Thì cho mình hỏi các bạn, thằng nào mất máu nhiều hơn? Đấy, đấy là điểm quan trọng nhá. Chứ đừng có nói là anh ơi em lướt chiêu 1 đến xong em kích hoạt chiêu 3 thằng theo Anat toàn em giết nào luôn. Đấy, tâm đánh đâu ra. Các bạn mà áp sát được vào cái tâm chiêu 3 ấy thì các bạn bị thằng theo Anat nó bắn không còn một giọt máu đâu rồi. Đấy, cho nên lý do rằng tất cả con Elan đó này thì mình nói chung nó khuyến các bạn chơi khí các bạn có kỹ năng. Và đặc biệt rằng phải pick khi team địch có 3 vị tướng tay ngắn trở lên các bạn nhé. Rồi clip này thì chắc chắn áp đảo rồi. Và mình nghỉ clip để kết thúc và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau. Và các bạn đừng quên để lại cho La một nút comment các bạn nhé. Và tất cả các bạn ấy mà yêu, bye bye.